Thiền tâm từ bi hỷ xả lúc nào? Có phải là sau khi thành tựu một trong bốn tâm mới chuyển qua tâm khác? Còn nếu chưa thành tựu một tâm mà học hết cả bốn tâm thì có sợ bị loãng không? Nó có hai cấp bậc thực hành tứ vô lượng tâm. Một cấp bậc là cấp bậc chuyên sâu, tức là quý vị đi đến các tầng thiền. Thì trong trường hợp đó, quý vị sẽ thực hành thiền Kasina trắng trước. Tức là nếu quý vị hành thiền tâm từ mà đi đến các tầng thiền á, thì quý vị cần thực hành thiền Kasina trắng trước. Khi mà hành thiền Kasina trắng đạt đến tứ thiền, sau đó chúng ta mới thực hành thiền tâm từ. Khi thực hành thiền tâm từ thì chúng ta thực hành cho đến tam thiền, rồi sau đó thực hành thiền tâm bi. Tâm bi cho đến tam thiền, rồi cho đến chúng ta thực hành thiền tâm hỷ, rồi thiền tâm hỷ cho đến tam thiền, rồi ra khỏi tam thiền dùng tâm xả, dùng đề mục xả vô lượng tâm đi vào tứ thiền. Tại vì á, tâm xả không có ở sơ thiền, nhị thiền và tam thiền, tâm xả chỉ có ở tứ thiền thôi. Cho nên là vị đó phải ra khỏi tam thiền và vào tứ thiền bằng tâm xả. Thì nó hơi xa đối với quý vị. Cho nên á, sư hướng dẫn là hướng dẫn cách phổ thông, là dành cho những vị chưa chứng các tầng thiền vẫn thực hành được. Đó là phương pháp mà sư hướng dẫn cho quý vị. Phương pháp này thì không cần quý vị phải chứng đắc tứ thiền Kasina trắng. Cũng đương nhiên bù lại thì quý vị cũng không thể đạt được tam thiền của tâm từ. Mà quý vị nếu mà có mong mỏi là đạt đến tam thiền của tâm từ á, thì quý vị sẽ học Kasina trắng ha. Và cũng sẽ tập Kasina trắng lên đến tứ thiền, rồi sau đó chúng ta mới hành thiền tâm từ cái cách chuyên sâu như thế.